Rồi, vẽ cái vòng tròn ở dưới trước đi đã, vẽ vòng tròn ở dưới đấy, vẽ vòng tròn này. Rồi, vẽ hai bên, hai vẽ thẳng hai bên ra đi. Ừ, đó. Chỉ vẽ đến đây thôi. Có vẽ cả được. Sống mũi thẳng cái đường giữa đến cái miệng, thẳng cái đường đấy đến miệng này thôi rồi đấy, lưỡi miệng cong này. Đều rồi, vẽ cái lưỡi này, vẽ cái lưỡi. Rồi, nếu em vẽ rồi vẽ luôn, nào vẽ đi, có thể em cho em vẽ rồi. Mà nó đang lệch nhau, phải kể. Thế thôi, bây giờ chấm hết. Thì mình sẽ ngồi đây làm. Làm đều tí thì nó càng đẹp, em chống cố gắng cho đều. Đấy, xong hết rồi này, thẳng đứng lên lên, không làm đừng có bóp, không làm thả ra nè. Đấy, xong chống vào trong luôn đi, lâu hết để đấy luôn. Hôm trước cái hai cái bát solar đấy để đúng không? Cái này nó không có cái gì cả, chỉ là bất nó lâu ăn nhiều nhanh hơn tí thì tua thì cũng còn một phút thôi là xong. Đấy, nó làm chuyên nghiệp rồi. Đúng rồi, nó làm nó mua ít mứt về tiện thì đổ luôn cái mứt vào mũi vào dâu của nó. Bóc kín mà giờ em có vẽ dưỡng được cái gì vẽ gì vào, có vẽ dưỡng cái mắt không được, nó sẽ bị lé. Ừ, cần vẽ sao? Rồi, chưa. Rồi dâu, đây để quay này, em vẽ thẳng cái giữa trước đi, vẽ thẳng cái giữa, vẽ thẳng giữa, thẳng ra, thôi, đấy một cái chéo dưới không vẽ luôn này, một cái hơi chéo dưới. Rồi, một cái chéo trên. Rồi, nó quay cân này. Đấy, vẽ cân với cái bên kia. Cũng vẽ một cái ở giữa trước. Làm sao cho nó cân một cái bên này. Rồi, chéo một cái trên. Đó, chéo một cái ở dưới. Thế, thế à? Rồi, bây giờ lấy cái màu vàng vẽ. Và